Chương trình Góc cạnh cuộc sống với anh Minh và Hương Thơ xin kính chào quý vị. Chương trình với mục đích được tìm hiểu, khám phá và chia sẻ những góc cạnh thú vị của cuộc sống, từ vui hay buồn, từ bình thường hay phức tạp, từ hạnh phúc hay khổ đau, từ quen thuộc hay mới mẻ, để mong lại chúng ta nhìn cái góc toàn diện của cuộc đời, vì đó là hình ảnh của cuộc đời của chúng ta đang sống. Và nếu nói góc cạnh cuộc đời là một bức tranh toàn diện, thì phải nói rằng đã là một bức tranh toàn diện thì không thể nào là một bức tranh hoàn hảo về cuộc đời. Và bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời thì có nhiều lựa chọn, và mỗi một lựa chọn đều mang tính chất quyết định cho số mệnh của mình. Và nói một cách gọi là ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn, tức là chúng ta phải nắm giữ, chọn lựa vận mệnh cho mình, chứ đừng bám víu vào định mệnh. Thơ, hôm nay là mình sẽ nói cái gì về trong góc cạnh cuộc đời ngày hôm nay ha? Một cái góc cạnh mà Thơ nghĩ rằng là ai cũng quan tâm nhiều nhất. Vì đời sống vốn dĩ đã có những điều bất an làm chúng ta lo lắng sợ hãi. Thì gần đây đột nhiên một cơn bão coronavirus quét qua làm đảo lộn mọi trật tự, mọi sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Vì thế ngay bản thân Hương Thơ thì điều mà mong cầu nhất trong lúc này làm sao giữ cho tâm đừng có lay động, đừng có dao động hay là khó chịu, đau khổ về những cái gì đang xảy diễn xung quanh chúng ta. Thì Hương Thơ mong rằng chọn cái đề tài mà chúng tôi xin được làm bạn ngày hôm nay là làm sao giữ được tâm an trong cái thế giới đang bất an. Và hy vọng sau chương trình này Hương Thơ có thể tìm ra thêm những giải pháp để giúp cho cái tâm mình đừng có lay động, đừng có sụp sịch và làm cho chúng ta bất an và đau khổ. Anh Minh. Đúng vậy. Thưa quý vị và thưa Hương Thơ, phải nói là dù có đại dịch hay là không có đại dịch, tâm của con người tâm viên ý mã mà chẳng bao giờ an cả. Nếu chúng ta mà an nhiên tự tại thì chúng ta đã trở thành những người triết gia, phải nói là đắc đạo hoặc là ngộ hoặc là chứng rồi, hoặc là những bậc gọi là cao tăng đạo hạnh. Mà tiếc thay, An Miên và chắc có lẽ là quý vị cũng vậy, chúng ta chỉ là những người rất là bình thường. Và cái việc mà tâm bất an là một chuyện rất bình thường. Nói về tâm bất an á, ở trong cửa thiền có một câu chuyện như thế này. An Miên thì không dám nói về thiền, nhưng An Miên vẫn hay thích đọc lắm, mà đôi lúc đọc thì cũng không hiểu. Nhưng mà dầu sao thì mình đọc xong để mình hiểu được là các ngài cũng đang muốn dạy chúng ta về cái chữ an. Thì cái câu chuyện đó là An Miên xin phép được chia sẻ nó như sau. Là chắc quý vị nào mà về thiền học đó, hoặc là đạo Phật đó, thì quý vị sẽ biết câu chuyện này. Đó là ngài Huệ Khả và Tổ Đạt Ma. Thì ngài Huệ Khả mới đến hỏi tổ là tâm con không có an, xin ngài an cái tâm cho con. Thì ngài Đạt Ma mới nói là mang cái tâm ra đây. Và cuối cùng thì sau đó thì ngài Huệ Khả mới ngơ ngác nói là con không thấy tâm con đâu cả. Thì tổ Đạt Ma mới nói ta đã an cái tâm cho con rồi. Câu chuyện thiền thì nó chấm dứt ở đó. Bởi vì thiền tức là thiền vô ngôn, không giải thích. Vô ngôn thị đạo, không nói mới thật là đạo. Cho nên Hương Thơ đang nói tới tâm an thì An Miên chợt nhớ tới cái câu chuyện đó và mới nghĩ rằng là tâm an, một đề tài phải nói là một góc cạnh là hóc búa đó. Nó vừa tăm tối mà nó vừa có ánh sáng. Nói như vậy thì cái câu chuyện đó cũng cho nhiều người là câu hỏi lớn của nhiều người. Tại vì giống như mình có bệnh thì mình phải biết bệnh ở đâu. Đúng. Đau bao tử hay đau tim hay đau chân, đau đầu thì bác sĩ mới chữa được. Thì muốn cho tâm an, muốn chữa cái tâm của chúng ta thì chúng ta mới biết nó trú ngụ ở đâu. Thì qua câu chuyện của An Minh vừa kể, Hương Thơ cũng chưa rõ là câu chuyện nó nói cái tâm ở đâu. Là nó bàng bạc, nó như không khí, nó không có cố định, phải không An Minh? Đúng rồi, mà chính An Minh cũng không hiểu câu chuyện đó. Nhưng mà chỉ biết rằng là khi mà mình nghe tới chữ, mà nghe cái câu mà tổ nói là đem cái tâm ra đây cho ta an, rồi ngài Hiệu Khả trả lời là không tìm thấy cái tâm, thì tự nhiên hai câu đó làm cho An Miên cảm thấy an tâm lại. Là bởi vì sao? Chúng ta không phải, nếu mà nói tâm á, là chúng ta nói tới nghĩa bóng. Mà cái tâm đây á, không phải chúng ta nói về trái tim. Trái tim thì ai ai cũng có trái tim để mà đọc. Có những người có tim giả phải không? Thì cái đó lại là khác. Nhưng mà khi nói tim á, là chúng ta phải biết ngay, muốn tìm tim là mơ đi tìm ông bác sĩ. Về tâm có nghĩa là tâm thức. Còn tâm thì đúng rồi đó. Cái tâm này á, người ta nói là tâm viên ý mã mà nhiều khi cái tâm của mình, tức là nói là tâm chứ thực ra nó là cái ý thức. Mà cái tâm, cái ý thức nó lại liên hệ với cái thân thể của mình. Thành ra muốn tâm an chúng ta phải đi truy tìm, như Hương Thơ nói. Thứ nhất, thật. Thứ hai,
là tâm trí. Thân tức là cái thân thể của mình, cái sức khỏe. Đây là nói theo đời chứ không dám nói theo đạo. Còn điều thứ ba là chúng ta nói đến gì? Thân, tâm, rồi còn một cái nữa là chúng ta nói về cái cuộc sống của chúng ta là xã hội và môi trường. Nói đến tâm, tôi có nghe một cái lời bài giảng của một vị sư đó, là nói ta là vua, mà tâm là ý thức, mà cái thần thức, cái ý thức thì chuyên giúp chúng ta những cái hướng thượng, phải không? Còn cái thần thức là làm cho theo cái ý muốn của chúng ta, mà ham muốn, dục vọng. Còn cái tâm nó như một đứa con nít đi theo. Không, cái thần thức là một định thần. Còn ý thức là trung thần. Còn ta là vua. Còn tâm nó là một đứa con nít đi theo. Nhiều khi nó muốn cái gì nó sẽ điều khiển cái hành động của chúng ta, phải không ạ? Thì đó là cái câu chuyện mà thân thân được nghe. Thì nói đến an tâm, an minh sung sướng, quý vị. Ở nửa cái tên đã được an rồi, là an minh. Thì cái này thì không biết là có an tâm hay không, mà tụi mình chỉ thấy là ngủ thôi. Rất ngủ an lành nhá thôi. Vâng. Thấy người ta hay chúc nhất là Tết á, an khang thịnh vượng, rồi Công giáo thì peace be with you, chúc bình an. Phật giáo thì thân tâm an lạc, rồi có nhiều an nhiên tự tại, nhiều câu chúc. Và có nghĩa là cái điều đó là cái sự mong cầu lớn nhất của con người, phải không, trong cuộc đời sống này, là mong cầu được bình an, mong cầu được tâm an và an nhiên tự tại. Đúng vậy. Chỉ một chữ an thôi, là chữ A và chữ N thôi, là có tất cả. Rồi nhắc tới an khang thịnh vượng hoặc là an khang phúc lộc, thì ngày Tết có nhiều người đi xin chữ, người ta không có người xin phúc xin lộc, nhưng mà An Miên thấy cái người khôn ngoan nhất là xin chữ an. Vì sao? Vì nếu chúng ta an được thì chúng ta sẽ có phúc có lộc đó. Còn nếu chúng ta có phúc có lộc mà tâm chúng ta không an thì chúng ta cũng đâu có biết hưởng thụ cái phúc cái lộc, đúng không? Thành ra cái người An Miên để ý thấy có nhiều cụ đi xin cho tôi một chữ an, thầy ạ. Chỉ một chữ an thôi thưa quý vị. Mà nói đến chữ an cũng phải nói chữ tâm. Tâm cũng có nhiều loại, phải không ạ? Vâng. Có thiện tâm, ác tâm, tà tâm. Đúng rồi. Thì bởi vậy mình muốn an cái tâm nào? Thì nói chung là dù thiện, dù ác, dù tà, dù cái tâm lăng nhăng, cái tâm thấy ai cũng thương cả, ai cũng yêu cả, rồi tâm của quý ông, quý bà mà đi lạc thì chúng ta cũng nên an lạc. Vì chúng ta mà đi lạc nhiều quá thì cái tâm chúng ta nó mệt mỏi lắm, nên chữ an đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thứ nhất, muốn an thì phải như thế nào. Tức là cái gốc rễ để cho mình an trước cái đã là cái thân của mình. Thân đây tức là An Minh muốn nói về cái sức khỏe, cái thân thể. Trước khi mà Hương Thơm muốn chúng ta nói sâu về cái ba cái khía cạnh thân, tâm và những cái an hội. Khác, xã hội khác. Thì Hương Thơm muốn thắc mắc là cái gì tạo cho cái sự bất an, giống như mình đi chẩn đoán căn bệnh, mình phải hỏi cái yếu tố, cái nguyên nhân nào đưa đẩy đến cái căn bệnh đó. Thì đối với An Miên, cái điều gì làm cho An Miên bất an nhất trong đời sống này? Thì thật ra là dễ thôi, chỉ cần ai cũng biết được hết là cái tâm không an. Câu trả lời nó lòng vòng nhưng mà nó là vậy, giống như trứng và con gà, cái nào có trước, thấy không? Tôi không an là vì tâm cô không an, tâm bà không an, tâm ông không an. Cái gì làm cho tâm không an? Cái gì làm cho tâm không an là vì cái sự suy nghĩ của mình, cái lối sống của mình, cái thân thể của mình, tất cả, rồi cái môi trường bên ngoài tác dụng, trong lòng ta đã không an, nhìn bên ngoài cái gì cũng không an, không yên cả. Có thể cho một ví dụ gọi là thực tế không? Vâng, một ví dụ như chẳng hạn như thế này. Chẳng hạn như An Miên là một bà cụ gọi là rất là kiêng kỵ. Sáng sớm tự dưng ra đường gặp một cô đẹp thì đẹp thật, như là cô Hương Thơ đây. Cô mặc một cái áo màu tím, cái đôi giày tím. Cái tự dưng lòng mình không an, cái mình ghét, mình nói gớp cái cô này, người đẹp đẽ mà mặc cái gì mà tím lịm thế này, làm xui tôi cả ngày. Thế là bắt đầu ngày hôm đó là cái cụ đó, cụ An Miên đó là bắt đầu không an rồi. Là cái tư tưởng của mình đưa đến. Thì nãy An Miên muốn nhắc tới là vì cái sự suy nghĩ của mình. Mà cái này á, nó không phải một sớm một chiều. Nó nằm ở trong đâu đó, trong cái tâm trí của mình. Và cái đó ở đâu ra? Cái thân thể mình bất an, suy nghĩ bất an, hành động bất an, rồi khiến cho môi trường xã hội không an theo. Rồi bây giờ Hương Thơ, cái gì làm cho Hương Thơ bất an? Thế Hương Thơ là nói về tâm an mà Hương Thơ có vẻ như bất an quá. Hương Thơ thì thú thật với An Minh và quý vị là Hương Thơ thích cái sự ổn định. Hay là mình sinh cái năm đó, cái tuổi con đó thì nó thích như vậy. Nhưng mà Hương Thơ là tuổi con chuột mà sao thích chạy chạy mà lại thích ổn định, không biết tại sao. Hương Thơ thích ổn định. Nếu ổn định thì làm chuột bạch vậy, thì chuột bạch thì đời sống là coi chừng đó, tự làm vật thí nghiệm mà. Vâng. Hương Thơ thì thích cái ổn định, cũng như là về về sức khỏe phải ổn định, về ổn định về tình cảm, gia đình, ổn định về tài chính, không cần mơ cao sang.
miễn sao mà đừng có thiếu thốn, đừng có mất sức khỏe, mất tình cảm hay là mất tiền tài, không thích mất việc. Không, cái sự mà thiếu thốn nó làm cho Hương Thơ bị bất an lắm. Hương Thơ không có mong là mình giàu có hay là dư dạ dư thừa vật chất, không mong thành đại gia luôn, nhưng mà ổn định để ổn cho định. Mình lo những người khác đó. Là khi mà cái điều gì mà làm cho cái đó bị ảnh hưởng đó, bị suy giảm hay là bị mất đi thì Hương Thơ sẽ bị bất an. Nên một lát nữa đây thì Hương Thơ hy vọng sau cái chương trình này Hương Thơ sẽ tìm được phương pháp để cho Hương Thơ tìm được sự bình an trong mọi biến động. Nói về cái an, cái bất an của Hương Thơ đó, thì An Miên thấy là hầu như ai cũng như thế. Nhưng mà, và như nãy Hương Thơ nói là nếu khi bất an như vậy thì mình phải làm sao? Thì thật ra đó, không ai có thể làm cho ai an tâm được ngoài trừ chính bản thân của mình. Chẳng hạn như là Hương Thơ nói là Hương Thơ không cầu giàu, không cầu phải nói là sang trọng hay là tiền muôn bạc triệu. Hương Thơ muốn là Hương Thơ đủ, nhưng mà Hương Thơ phải hiểu là đủ ở mức độ nào. Chẳng hạn như có người họ nói như là thí dụ như An Miên đi, An Miên một ngày ăn chỉ có một bữa, buổi tối ăn cháo loãng hoặc súp loãng thì An Miên thấy quá đủ rồi. Nhưng mà cô bạn An Miên có nói trời ăn như vậy thì đói chết, thì làm sao mà đủ? Đối với cô lại không đủ. Mà An Miên nhìn thấy cô ăn hàng đĩa cơm mà rất là thật là hay, thì An Miên lại thấy là dư thừa, nhưng mà cô lại thấy cái đó là đủ của cô. Thành ra cái đủ á, nó giống như là một chiếc áo chúng ta may mặc, nó vừa với từng người. Cái tâm an cũng vậy. Những cái điều Hương Thơ muốn đều muốn là đều bình thường như vậy. Đối với Hương Thơ là bình thường, nhưng đối với nhiều người khác họ cảm thấy là ồ cô này cái tâm cô còn tham quá thì làm sao mà cô an. Nhưng mà có nhiều người lại bảo ồ cô này cũng cái tâm cô rất là bình thường mà tại sao là cô không được an. Cho nên cái câu trả lời á, không thể nào là biết ai đúng ai sai, mà tùy theo mình có chấp nhận cái chữ an nó nằm trong trường hợp nào hay không. Đó là nói lên cái góc cạnh của cuộc sống đó thưa quý vị. Là chúng ta có thể nghĩ nhiều chiều khác nhau và nghĩ đa dạng nữa, đa dạng, nên không ai đúng ai sai, ai cũng đúng theo cái trình độ và sự hiểu biết và sự cảm nhận của họ mà thôi, theo ý Hương Thơ là như vậy. Thì nó trong cái thời đại này thì nhất là cái thời đại dịch này thì nhiều người bất an lắm anh Minh. Thì nên người thơ hay nghe cái câu là chúng ta phải sống cùng với những gì đang xảy ra cho chúng ta, nhưng chúng ta phải đeo mask thì chúng ta cũng phải làm quen với cuộc sống có chiếc khẩu trang trong đời, và đi ra ngoài cũng trao phong tập làm quen cái khoảng như cách, chúng tôi phải ngồi cách xa nhau chứ xa nhau ra xe tát gì cái câu gì xe tát ra. Vâng, thì nói chung á là cái chữ an á ai cũng mong cầu chữ an, nhưng mà để hiểu được và có được chữ an á thì chưa ai dám tự hào nói là tôi đã an lắm rồi. Dù mình nhìn thấy người đó an ổn thật á, nhưng mà biết đâu trong nội tâm người ta vẫn có điều bất an. Cho nên, và với lại thực ra chúng ta bất an là chuyện bình thường, như là gọi là như tử biệt, sinh ly tử biệt cũng là một điều khiến chúng ta bất an. Rồi công ăn việc làm, tài chánh của chúng ta không đầy đủ, không có tiền trả tiền nhà, tiền bill, cái này thì là bất an vô cùng, vì sẽ bị đi ra khỏi nhà, sẽ bị cắt điện, cắt nước. Rồi con cái hay vợ chồng không được như là những gì chúng ta mong ước cũng làm chúng ta không an. Rồi chúng ta có những cái nỗi buồn, chắc chắn là chúng ta sẽ không an. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng nếu chúng ta buồn, chúng ta đau khổ mà chúng ta giải quyết được và làm cho chúng ta an tâm thì chúng ta cứ buồn đi, cứ đau khổ đi, bởi vì sẽ được giải quyết và sẽ được an tâm, đúng không? Nên làm. Còn nếu mà chúng ta đau khổ, chúng ta dày vò chúng ta để rồi lâm bệnh, thì từ cái bất an này chúng ta đã chạy đến một cái bất an rất là nguy hiểm khác. Vâng, để nói đến đây thì Hương Thơ xin chia sẻ với quý vị là người bạn của Hương Thơ cũng là rất là cứng cáp và đã tìm được chữ an qua cái tên của cô. Cô đã trải qua nhiều cái trải nghiệm mà Hương Thơ mỗi lần mà dính vào một cái đứng trước một cái vấn nạn gì nghĩ đến người bạn mình rất là bình thản và đã học được một phần nào cái chữ an. Một lát nữa đây sau vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại để tìm hiểu những cái phương cách nào để giúp chúng ta tìm sự an vui trong đời sống qua cái ba cái khía cạnh sức khỏe, tâm tinh thần cũng như là môi trường xã hội chúng ta đang sống hiện nay. Xin quý vị đừng rời máy.